Thank you so very much. Well, friends, I have the honor of Và tôi introducing xin trân trọng our giới thiệu next presenter, Leonie người Hudson. trình bày tiếp theo I là have to say, chị first of all, Leonie that Hudson. we need to Và request that we tôi cũng do send muốn Leonie nói rằng là our healing muốn gửi light những and cái love. ánh sáng, chữ She lành và tình thương wrote me tới indicating Leonie, she bởi vì has chị Leonie COVID. đã gửi thư cho And tôi rằng chị đang bị Covid she's và okay, cô but it cũng has ổn nhưng settled mà nó đã lan vào phổi, cho nên into là her cô ấy lungs and throat, so she's vào cổ not họng nữa, cho able nên là cô không thể trình bày to cái bài trình bày ngày hôm nay được. present this as she would like to present it. So Vì I vậy will, so we will chúng ta be sẽ để hearing her cho presentation cái bài trình coming bày này from được trình B.L. bày bởi Allison, B.L. who Allison. was given the entire Người sẽ trình bày toàn presentation bộ and written cái form, bài and trình so bày của it will come Leonie, through cô Leonie. B.L.'s Tất voice, cả but through the mind and heart of thì Leonie. vẫn là cái So just a few gương words và about trí tuệ của Leonie. Most Leonie. of you have met her in Và other tôi nghĩ là tất cả conferences, mọi người đều and đã gặp certainly those Leonie who trong các attended cái hội the nghị, và Esoteric chắc chắn là những người đã Astrology tham gia những cái Conference. She has studied hội nghị in the về field of chiêm tinh của esotericism for many years. She's cô đã been a học member of the nội TS môn, đã học Society rất called là nhiều năm. Freemasonry. Cô là thành viên She của is hội a thông tin học certified của hội Tam Điểm astrologer và là một người and nhà chiêm tinh có chứng chỉ. has gone through the programs that Và Michael Robbins cô has đã học qua given tất cả các chương forth to trình the mà students Michael in this Robin đã đưa work. ra. Many of us here have MAs and Và rất nhiều esoteric người trong chúng ta có PhDs, bằng đại and she học và bằng certainly tiến sĩ does. She also is của a nội môn, prolific và author cô on chắc the chắn là một người subject rất of là astrology, tác and giả rất là actually nổi has tiếng ở another book coming trong out. nội môn, So và you can look sắp có at một cái her cuốn biography sách on the mới website and see what sẽ được ra those mắt. books are. Mọi người có And thể đọc she cái said that in the last session of astrology that another book will be coming out in about ở 4 cái months' lần time. trình bày gần nhất thì cô nói là trong 4 So tháng nữa friends, let us thì sẽ có cuốn open sách mới our được phát hành. minds to the work Và mọi người hãy cùng mở rộng trái her tim của mình và tâm trí của mình để title nghe, lắng of nghe the cái presentation is An bài trình Astrological bày của Perspective Leonie, cô for Leonie. 2025 Higher Đó Arcana là chiêm tinh học Commentary. cho mật nghị của Thánh đoàn của các chân sư năm 2025 tại Sambala. Hi everybody. Xin chào As tất cả Leonie mọi said, người. I am Như Helena sharing nói a thì tôi là voice BL with người trình bày cho Leonie. Leonie. And so I'm going Do to vậy là tôi sẽ trình bày present this for her. à, And cái bài even này though she's cho cô prepared ấy, và this như các bạn biết thì cô ấy đã amazing chuẩn bị một cái bài trình bày rất là astrological tuyệt vời biography, về chiêm tinh, Masters để nhìn cái 2025 Conclave về at cái mặt chiêm tinh đối với cái Shambhala hội mật nghị Forest. năm 2025 tại khu rừng Zambala. So we're at a momentous period Và in chúng ta đang ở human trong một history, giai đoạn quan except trọng trong lịch sử for the loài người, crisis in the tương tự như cuộc Atlantean khủng hoảng ở world, thời when the Atlantis, physical, khi mà thể body, xác, and astral thể trí và thể bodies cảm dục were coordinated and được formed phối a hợp functioning và hình unit. thành một đơn vị hoạt động. This offered a Điều whole này new cung cấp range cho một loạt of các cơ hội developmental phát triển hoàn opportunities toàn mới for man's cho sự spiritual progress, tiến bộ tâm linh which của con hierarchy người took mà advantage Thánh of. đoàn đã tận dụng. A similar thing Một is điều tương happening tự today. xảy ra ngày Even hôm in nay, 1937, the mind is functioning như là năm powerfully, 1937, là cái and trí đang hoạt động mạnh mẽ personalities và are các vàng ngã đang phối coordinating, hợp các thuộc attributes tính cần thiết necessary for the first cho initiation. cái sự điểm đạo lần And thứ nhất. this offers a new Và một lần nữa, wave điều này of cung cấp một developmental làn sóng cơ hội opportunities. phát triển mới. At the 1400 Tại and những cái mật 1500 nghị năm 1400 và conclaves, năm Hayek 1500, saw Thánh this đoàn đã coming nhìn and thấy looked sự phát triển sắp tới interpreted này at that và xác time định rằng that world cái integration việc hợp was nhất thế needed giới phải được đẩy to nhanh produce để tạo ra một synthesis sự tổng and hợp thống unification nhất trong of tư the world tưởng thế giới. if the divine life was to manifest in a Nếu time sự of sống thiêng liêng được compassion. biểu lộ. So the conclave also noted the Mật nghị approaching cũng ghi of the nhận thời đại Wicca bảo age. bình đang đến gần. They saw Thánh that đoàn thấy rằng nếu những manifest lợi ích và cơ hội đầy opportunities đủ which the age offered mà nhân loại was too great, đang gặt hái, tâm thức của consciousness nhân of loại sẽ được humanity nâng lên would have to be vastly rất là raised nhiều, by the time it và started thời điểm nó bắt to the đầu đến level mức of the độ scientific của cái tình huynh community. đệ mang tính khoa học. They Và considered
Thánh đoàn đã xem xét các cái phương pháp để thực hiện điều này. Một quyết định quan trọng được đưa ra sau đó để thúc đẩy sự phát triển của đoàn người mới phụng sự thế gian. Một nhóm các người mà các chân sư có thể dựa vào để thực hiện thiên cơ của họ, để đẩy nhanh sự phát triển của các đệ tử cũng như là những người chí nguyện, để các chân sư sẽ có một sự tiến bộ nhóm trong nhân loại thông qua đó để có thể thực hiện thiên cơ của họ. Để mang lại những điểm này là mục tiêu của tất cả công tác huấn luyện được đưa ra trong suốt 400 năm qua. Một lý do rất quan trọng khác để tăng tốc cái công việc đó là chúng ta đã có đủ số lượng đệ tử và những người điểm đạo đồ làm việc trên thế giới để đối trọng với các lực lượng của chủ nghĩa duy vật đang cố gắng ngăn chặn sự tiến bộ này. Trận chiến này đang diễn ra giữa các lực lượng ánh sáng và bóng tối, là trận chiến của Armageddon được báo trước trong ngày tận thế của Thánh John, nơi các vị vua trên thế gian dưới sự lãnh đạo của ma quỷ sẽ gây chiến với các lực lượng của Thượng Đế. Và theo Britannica, Armageddon có liên quan đến Megiddo, một thành phố cổ ở Palestine nằm giữa miền Bắc Israel. Có một mối liên hệ rõ ràng giữa rắc rối Israel-Palestine đang diễn ra và cái lời tiên tri cổ xưa này, cũng như rõ ràng rằng là cái việc giải quyết chính đáng những sự thù địch này sẽ chỉ ra rằng nhân loại đã vượt qua một thử thách lớn trong lịch sử của nó và rằng mãnh lực ánh sáng sẽ chiếm thế thượng phong. Mặc dù Armageddon có thể đại diện cho tất cả các trận chiến mà chúng ta đã trải qua cho đến khi đạt được giác ngộ, thì nó đặc biệt đại diện cho cuộc chiến mang tính biểu tượng của người chí nguyện để đạt đến cấp độ trong tâm thức của cuộc điểm đó một, sự ra đời của cái nguyên khí Christ trong trái tim và kiểm soát thế giới vật chất. Thành tựu mà điều này đại diện là quan trọng, tượng trưng cho linh hồn của nhân loại đang thực hiện cái bước vĩ đại đầu tiên để giải phóng khỏi trung tâm của chủ nghĩa duy vật xảy ra vào cuộc điểm đạo thứ nhất. Và cũng rất là cần thiết cho người chí nguyện trên thế giới để chuyển từ thập giá biến đổi của cái ham muốn vật chất sang biểu tượng của thời đại song ngư, sang cái thập giá cố định của người đệ tử, rồi tượng trưng cho sự toàn thiện tâm thức của thời đại bảo bình. Và cái điều sau cùng này là một điểm rất là quan trọng và cần phải được xem xét. Mật nghị Thánh đoàn năm 2025 là mật nghị thế kỷ cuối cùng được trước khi bắt đầu thực sự thời đại bảo bình. Tại cái mật nghị này, con người sẽ được đánh giá lại để xác định cái sự phát triển cần thiết hơn để đạt được cái tâm thức của cái tình huynh đệ cần thiết cho thời đại đó. Sau đó, dựa vào những gì được tìm thấy, cái ngày mà trong tất cả xác suất sẽ được đặt cho cái giai đoạn đầu tiên của cái sự ngoại hiện của Thánh đoàn. Ngoài ra, cột cơ sẽ được xây dựng cho công việc của 100 năm tới. Theo giả thuyết thì để đẩy nhanh cái sự phát triển của con người, để một cái lực lượng quan trọng đã đạt đến một cấp độ nhất định của cái lần điểm đạo thứ nhất, đó sẽ là mục tiêu chính. Điều này sẽ cho phép nhân loại bước từ thập giá biến đổi của tâm thức đại chúng lên thập giá cố định của con đường đệ tử, thời đại bảo bình. Đồng hồ vũ trụ đã thông báo cho chúng ta rằng công việc và sự phát triển này cần phải đạt được vào đầu thời đại bảo bình, nếu cái sự hứa hẹn của bảo bình có sẵn cho nhân loại. Biểu tượng của thời đại bảo bình là một người đàn ông cầm một bình nước và đổ ra nước cho cái để đáp ứng cho nhu cầu cơn khát của các quốc gia trên thế giới. Đó là cơn khát đối với sự thật, về mối quan hệ đúng đắn của con người.
về cái sự thấu hiểu yêu thương. Con người là Đấng Christ phục sinh, bảo bình. Thiên cơ này sau đó sẽ được chuyển đến những người mới, nhóm người mới phụng sự thế gian để thực hiện. Thông qua cái việc khẩn nguyện tinh thần như tại lễ hội thiện trăng tròn, hay là các công việc tăng giác, sử dụng cái bài đại khấn nguyện hàng ngày bằng cách làm việc cá nhân một cách thông minh và với cường độ cao để tham gia các lễ điểm đạo tiếp theo ở phía trước của mỗi chúng ta, đồng thời đào tạo những người chí nguyện trên con đường dự bị cho cuộc điểm đạo thứ nhất. Đồng hồ vũ trụ cho chúng ta biết rằng công việc và sự phát triển này phải đạt được vào năm 2017, 2117, và nếu sự hứa hẹn của Bảo Bình có sẵn cho nhân loại, giới thứ tư trong tự nhiên, có lẽ những cái gì của Bảo Bình mang lại trong suốt thời kỳ này, Đấng Christ đóng một vai trò rất là tích cực. Đấng Christ sẽ tham gia vào trận chiến Harmagedon, và sau khi đạt được chiến thắng, Ngài sẽ dẫn dắt đội quân chiến thắng của Ngài qua cánh cổng thành Jerusalem, thành phố của hòa bình. Cái câu trích dẫn vừa rồi rất là quan trọng, đặc biệt là sau khi đạt được chiến thắng, Đức Christ sẽ dẫn dắt đoàn quân chiến thắng của Ngài qua các cổng vào thành Jerusalem. Jerusalem là một phép ẩn dụ cho thời đại bảo bình và là chiến thắng. Trong trường hợp này thì nó có thể liên quan đến cái việc thành tựu điểm đạo một. Vì vậy mà sự ra đời của nguyên khí Christ trong trái tim của điểm đạo thứ nhất phải xảy ra ở trong một số lượng lớn con người trước khi mà chúng ta bước vào thời đại bảo bình. Điều này nếu xảy ra nếu nhân loại theo kịp cái lịch trình với đồng độ đồng hồ vũ trụ và bánh xe của sự sống vĩ đại và đạt được cái mức độ cần thiết trong tâm thức nếu nhân loại muốn nhận đầy đủ lợi thế của phước lành và quà tặng của bảo bình. Vậy khi nào thời đại bảo bình bắt đầu? Năm 2117, theo một bức thư của chân sư DK gửi chưa được công bố, gửi cho Roberto Assaioli, năm 2117 là cái năm quan trọng. Tháng 12 năm 2117 là lần tiếp theo mà sao Kim đại diện cho minh triết và linh hồn đi qua bề mặt của mặt trời. Sao Kim cai quản thập độ thứ ba của bảo bình, là cái thập độ đầu tiên là chúng ta đang tiến đến. Chúng ta đang nhìn vào cái chi tiết về cái biểu đồ chiêm tinh cho cái mật nghị năm 2025 ở trong cái kỳ trăng tròn Kim Ngưu, và chúng ta thấy cái năng lượng ảnh hưởng của tam giác được giữa chòm vấu lớn Sirius và Perlaes và tuôn đổ xuống Sambala, tuôn đổ xuống thánh đoàn và xuống nhân loại. Tất cả những cái nhân tố quan trọng trong cái kỳ trăng tròn Kim Ngưu. Như vậy lựa chọn cái kỳ trăng tròn Kim Ngưu được lựa chọn bởi cô Leonie để đại diện cho cái mục đích, cho cái mục tiêu mật kỳ năm 2025. Ngày và giờ trăng tròn Kim Ngưu vào năm 2025 đã được chọn để đại diện cho các mục tiêu của mật nghị thế kỷ 2025. Có vẻ thích hợp để làm điều này bởi vì là sự xuất hiện của Đức Phật cho làm cho đây là đỉnh cao tinh thần của năm, mà có lẽ một nghi lễ đi kèm được tính thời gian lên đến đỉnh điểm tại cái thời điểm trăng tròn chính xác cho phép Đức Phật đặt cái dấu ấn phê duyệt mạnh mẽ của Ngài vào với thiên cơ. Sambala là người giám sát thiên cơ cho hành tinh của chúng ta, và chúng ta lựa chọn Greenwich, Vương quốc Anh, là vị trí cho biểu đồ. Kinh tuyến gốc tại Greenwich là trung tâm của thời gian.
của thế giới và là cơ sở cho hệ thống múi giờ toàn cầu. Đồng hồ thế giới được thiết lập theo cái giờ GMT. And the main points to be examined in Và this chart, the Taurus những điểm chính sign cần kiểm tra là mặt trời representing Kim Ngưu humanity's current đại diện cho status tình trạng hiện tại của is nhân in the loại, eighth nằm house of trong nhà death số and 8 của cái chết transformation và sự biến đổi, conjunct sự chuyển đổi Uranus, kết hợp với cả sao Thiên Vương. the Scorpio À, moon mặt trăng representing Mậu Cạp đại diện cho cái imprisonment, tù the ngục của soul khuôn mẫu linh pattern, hồn của nhân loại. shows the primary Đó là cái trở ngại tenements that need chính to be cần removed. được loại bỏ. It's in Scorpio, Đó là ở in its Mậu Cạp second trong nhà house, 2 của values and các money. giá trị như And là the tiền bạc. Libra ascendant Và in Thiên Bình Uranus, là cung Mộc representing the và Tiên purpose Vương of Tinh đại this, diện cho mục đích the của linh hồn, purpose or mục goal đích và of mục the tiêu của mật nghị 2025 Sambala năm Kemalin 2025. Let's look now at the imprisonment of Bây giờ humanity's chúng ta sẽ nhìn vào personality cái tù ngục phàm ngã exposed của nhân between loại. the Sun Mặt and trời ở Kim Taurus, Ngưu đối lập với cả mặt opposing trăng, moon in đối đỉnh với Scorpio, cả mặt trăng ở and Mậu its Cạp. full moon. The Mặt Taurus trời Kim sign, Ngưu, humanity's tình trạng của current nhân loại status. hiện tại. The Sun sign Dấu hiệu mặt indicates trời cho thấy humanity's sự phát triển của personality phàm ngã của nhân development loại tại thời at điểm this này time và sự đáp and its ứng hoặc là responsive thiếu của nó đối với view of the soul. linh hồn. Humanity Nhân has loại có 23 phàm ngã cung personalities ba. that works Phàm ngã through the cung ba hoạt Sun động and thông qua mặt Taurus, trời ở Kim and Ngưu, Earth một sign số hiệu đất ruled at its được local cai trị level ở by cấp the độ will thấp of hơn. desire, by greed. Bởi con bò dục The vọng, bởi word lòng of tham. the form is to Lời của take hình tướng to là grasp hãy lấy, hãy ill nắm bắt và can courageously đảm đi theo những after gì that mà which is được desired. ham muốn. Currently, we Hiện can tại see thì the chúng ta có thể thấy extremes cái of sự cực đoan Taurus của in the Kim Ngưu race. trong cái cuộc đua này. Brilliant creative Trí thông tuệ sáng tạo intelligence rực rỡ versus hơn so với cái chủ amoral nghĩa and duy vật devious vô đạo đức và imperialism. gian ma. Destroying the Việc whole phá hủy cái sự forces kìm of kẹp mà mãnh lực của materialism chủ nghĩa duy vật have đã over ảnh hưởng humanity is tới nhân highlighted. loại được nhấn mạnh With the Sun với in mặt trời trong nhà Scorpio's 8 eighth của Mậu house, Cạp về death cái chết và and sự biến đổi. transformation. Scorpio moon is Mặt trăng Mậu humanity's Cạp, mô prisoner's hình tù soul ngục linh battery, hồn của nhân loại. right? This is the Đây main là mục negative tiêu, hook which keeps mô hình tiêu cực humanity's soul chính, bound giữ cái giam giữ linh hồn của to nhân material. loại và ràng buộc với cả bánh The xe moon in vật chất. Scorpio in Mặt the trăng ở second trong Mậu Cạp house, nhà 2. Scorpio carries that À, ray Mậu Cạp forward mang and is cung 4 governed và by được cai trị Mars bởi god, sao Hỏa, chúa who tể của rules chiến the tranh, astral plane and cái người mà cai carries trị cõi cảm dục six. The soul và of mang cung humanity 6. is imprisoned Linh hồn của by nhân loại bị giam an cầm bởi inception, ảo lực và sự lừa bias dối, and thiên vị và prejudice, thành kiến, cung 6, gray six sự qualities. tấn công hiếu chiến của Warlike những người khác attacking at biệt. others who are different is both Là 4 cung and 4 và 6. cung 6. And this Điều indicates này chỉ the ra rằng barrier các rào cản separating của us, sự tách biệt, separateness and cô lập isolation và of định kiến prejudice được nhấn mạnh trong was những năm highlighted in the 1600s những as năm a major 1600, problem và and đó là một vấn still đề lớn vẫn exists còn as the number tồn one tại và là threat to những cái eliminate. điều lớn nhất cần phải The loại bỏ. moon and sun are in Mặt the trăng và third mặt house trời as the nằm trong second nhà gate, của tiền bạc là nhà 2 và nhà emphasizing 8, greedy nhấn mạnh cái materialism sự tham lam, as cái giá trị vật chất stalling đã kìm hãm cái progress. sự phát triển của nhân loại. Good at moving that forward. So a personality triangle À, tam giác drawn phàm between ngã, the Sun, Moon, and mặt trời, Venus mặt trăng is và sao she's Kim. done here. Các bạn có thể thấy ở đây đó The là exoteric ruler of the ascendant and of the Taurus Sun, chủ or tinh ngoại the môn. Sun conjunct Uranus. Here's the Moon and here's Venus. And this summarizes Chủ the tinh ngoại môn problem của cái cung that's Mộc going to và be mặt trời Kim facing Ngưu the tóm tắt các masters. vấn đề mà So các chân sư phải humanity's đối mặt. soul is imprisoned by that personality Linh hồn của and nhân loại bị pressures giam cầm of bởi sự không hoàn hảo của phàm ngã. the Sun in Taurus Ở in the mặt eighth trời trong Kim house, Ngưu nhà Moon in 8, mặt Scorpio in the trăng trong second Mậu Cạp nhà house, 2 là sự tách separateness, biệt, conflict, sự Maya xung đột, deception, bias and ảo lực, prejudice, lừa dối, thiên vị, selfishness, greedy định kiến, sự ích imperialistic kỷ, tham ambitions. lam, giá Venus trị in vật chất. Aries in the sixth house. Sao Kim ở trong Venus Bạch Dương, enslaved the nhà soul of 6, những thứ humanity này là controlling nô man lệ hóa linh hồn through của nhân loại evil và kiểm soát con người soul-destroying work, thông qua việc những công việc tầm non-nourishing thường, food hủy and hoại tâm warmth. hồn, thức ăn không có dinh dưỡng và sức khỏe yếu. And then the Libra ascendant, purpose of the Cung soul, Mộc, Thiên Bình, the mục đích của plan linh to hồn. liberate
kế hoạch để tiên cơ để có thể giải phóng nhân loại. Vậy mục đích của nhân mật nghị thông qua cung bầu thiên bình đó là nhân loại có linh hồn bác ái và minh triết cung hai và hoạt động thông qua cung bậc thiên bình. Thiên bình đại diện cho con đường trung đạo, điểm cân bằng. Với cung bậc thiên bình thì điều đó cho thấy rằng đây là cái mục tiêu chính của mật nghị 2025, đó là cái sự cân bằng, là con đường trung đạo. Thiên bình là trung tâm của bánh xe, nó đảo ngược hướng trên bánh xe sự sống. Đây là điều cần thiết cho người chí nguyện ở cái lần điểm đạo một, và để y có thể di chuyển từ thập giá biến đổi của tâm thức đại chúng thông qua thiên bình đến thập giá cố định của con đường điện tử. Điều này sẽ mang lại cho linh hồn cung hai của nhân loại tiếp cận nhiều hơn thông qua phàm ngã và để cho những con cá nhỏ vẫn còn ở trên thập giá biến đổi. Linh hồn cung hai làm việc thông qua thiên bình và sao thiên vương. Sao thiên vương là tác nhân trực tiếp của Sirius, là chủ tinh linh hồn của biểu đồ này cho nhân loại. Sao thiên vương là đấng thức tỉnh, mang theo phép thuật của cung bảy, ngọn lửa đại diện của Đức Chúa Cha. Nó cai trị con đường huyền bí, thần bí và thuyền bí, và tượng trưng cho sự tượng hình, cho những biểu tượng của những bí ẩn của cuộc điểm đạo. Do vậy là linh hồn ngồi trên đỉnh của phàm ngã, mặt trời. Thánh đoàn có ý định phá vỡ xiềng xích trói buộc nhân loại bằng cách đưa con người vượt qua các cái quá trình huyền bí của cái chết và của sự biến đổi. Nhà tám, thông qua cái cuộc điểm đạo. Lời của linh hồn ở kim ngưu đó là tôi thấy, và khi con mắt được mở ra, tất cả đều là ánh sáng. Khi con mắt của con bò vũ trụ, của thượng đế, của chân thần, của linh hồn mở ra, ánh sáng sẽ chiếu rọi trên các người con của nhân loại. Sao thiên vương thẳng thẳng hàng với ngôi sao Argo trong chòm sao Theseus. Argo được gọi bởi những người xưa là ngôi sao xấu xa nhất trên thiên đàng, xuất hiện trong truyền thuyết về Perseus. Perseus là tổ tiên của Hercules, cả hai đều đại diện cho đệ tử, người đệ tử chiến đấu vì tự do. Perseus đã giết Gorgon Medusa và giải cứu công chúa hy sinh. Trong bức ảnh là Perseus đang mang cái đầu bị cắt đứt của Medusa, Argo là mắt phải của nó. Và Perseus mang Maruda, Uranus mang mặt trời, linh hồn mang phàm ngã, tất cả các biểu tượng cho người đệ tử liên kết linh hồn, giết chết cái đầu của chủ nghĩa duy vật. Và trong biểu đồ chúng ta đã cảm nhận được sự hiện diện của cái đấng vĩ đại Đức Phật, đấng vĩ đại trở lại trái đất vào lúc này, và rằng Ngài sẽ luôn đổ thêm tình yêu của Ngài, thêm sức mạnh và sự hỗ trợ cho thiên cơ. Chúng ta cùng nhìn vào cái tam giác Sirius trong biểu đồ. Tam giác Sirius, ngôi sao điểm đạo. Cánh cổng mãnh lực này được hình thành bởi Sirius, chúa tể của song ngư và thiên vương tinh. Trích dẫn từ cổ luận giải thích chức năng của cái sự liên kết năng lượng này trong tam giác này. Ánh sáng trung tâm của Sirius chiếu qua con mắt của người con, tức là Đức Christ. Ánh sáng của minh triết xuyên qua mặt nước và chiếu sáng rực rỡ, chiếu ánh sáng rực rỡ của thiên đàng xuống vực sâu. Nữ thần cá nổi lên trên mặt nước và chào đón ánh sáng. Từ ngày đó, mặt trời chưa bao giờ rời khỏi cô. Sau đó, ánh sáng từ Sirius đã nâng những con cá lên đến thiên cầu, tức là thiên vương tinh. Tam giác này, tức là cái sự can thiệp của thánh đoàn chiếm ưu thế trên thập giá cố định. Thứ nhất là ánh sáng của minh triết xuyên qua mặt nước.
Thứ hai là điện tử nổi lên trên mặt nước. Và thứ ba, nâng những chú cá, là tức là quần chúng, lên đến thiên cầu. Sirius là ngôi sao điểm đạo. Sirius đang ở trong nhà chính của giáo lý linh chiết và con đường tâm linh cao cả. Sao Thổ ở sông Ngư, chủ quản của con đường đệ tử, nằm trong nhà năm của trẻ em, tức là những linh hồn trẻ của sư tử và của điểm đạo lần một. Sao Thiên Vương trong nhà tám của cái quá trình huyền bí của cái chết và sự biến đổi. Và tóm tắt lại thì cái việc thành lập các trường nội môn, các giáo viên nhà chín để tăng tốc đào tạo các cử viên, tức là các linh hồn trẻ, trẻ em nhà năm chuyển qua các cuộc điểm đạo một và điểm đạo hai, nhà năm, nhà tám, và chuẩn bị cho nhà chín và lần điểm đạo thứ ba ở nhà 10. Điều này sẽ mở rộng cây cầu Antakarana giữa thánh đoàn và nhân loại, và Đức Christ có thể tái lâm xuống trái đất. Sự tái lâm của Đức Christ. Về cung mọc thì mục đích của mật nghị tỏa sáng là ngôi sao Arcturus, một ngôi sao cấp độ 1 trong chòm sao Betelgeuse. Những cái tên mà Arcturus được biết đến và liên kết nó với sự ngoại hiện sắp xảy ra này của Đức Christ là một người cai trị, đấng sắp tới và ngài đến. Và ngôi sao Arcturus tượng trưng cho Đức Christ đang đến, chiếu ánh sáng của ngài lên sự ra đời, sự tái giáng sinh của nhân loại trong khoảng thời gian 100 năm tiếp theo này. Và một số ý nghĩa được đưa ra cho Busti là người chăn gia súc, người chăn cừu, người bảo vệ gấu và người quan sát gấu, gấu lớn hay là gấu cừu, với những con cừu đi ra và đi theo người chăn cừu và vua của chúng, gấu mẹ dẫn dắt đàn gấu con của mình. Trong Boötes, Arcturus nằm trên vùng luân xa gốc, làm sống động cái thể xác. Và theo giả thuyết thì Đức Christ sẽ lấy một cái thể xác phàm trần để ngài có thể dẫn dắt những người con nhân loại của ngài đi vào thời đại bảo bình. Và nếu chúng ta đảo ngược cái tròn Boötes và đặt Arcturus lên với trái tim ấy, thì chúng ta lại có một cái hình ảnh khác. Đây là hình ảnh trong bảo bình thì Đức Christ đã cho các đệ tử của ngài tiếp xúc với người đàn ông mang một bình nước, đó là bảo bình, và trong một căn phòng ở trên lầu đã giới thiệu họ và sự hợp nhất và thống nhất dưới biểu tượng của cái bữa tiệc hiệp thông. Đối với cái bữa tiệc đó thì có nhân loại hôm nay đang chuẩn bị cho cái bữa tiệc đó. Biểu đồ mật nghị Sambala 2025 đại diện cho cái sự tái sinh giáng lâm năm 2025 và sẽ kết thúc tại mật nghị năm 2125, đó là tại cái điểm di sản của biểu đồ tại thiên đế ở phía dưới cùng, của biểu đồ. Và chúng ta có một cái dấu hiệu lớn là bảo bình. Tất cả những cái công việc này từ nay đến năm 2117 được thiết kế để dẫn nhân loại đến cửa ngõ của thế giới mới, của thời đại mới, của các nền văn minh, lý tưởng và văn hóa mới của nó tới thời đại bảo bình. Nó sẽ không dễ dàng. Sẽ có tiếp tục có cái sự hủy diệt, chết và tái sinh, riêng vương tinh. Nhưng điều này được thiết kế để phá vỡ các rào cản của sự tách biệt dẫn đến sự pha trộn và hợp nhất của tâm thức, đặc biệt là tâm thức Christ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa ra các ngoại hiện của
Do việc ngoại hiện của thánh đoàn và sự trở lại của và sự trở lại của Đấng Christ bỏ mình. Well, I have to say, I hate that it's over. Wasn't that À, beautiful? Didn't tôi đã Leonie do xong bài a trình bày wonderful này, và job of bài trình that? bày rất là tuyệt vời mà cô Leonie đã Okay. làm. End my slide.